Chào mọi người quay lại kênh Anh Min Audio. Hôm nay chúng ta cùng đến với nội dung tập 459 của bộ Vĩnh Sinh. Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Phương Hàn bách chiến bách thắng, tay cầm Thiên Táng Quan, trên đỉnh đầu là Hồng Mông Đại Điện, với Thiên Quân chi đạo phá diệt phán cổ, trầm luân đại điện, tay không xé đứt tay của Chiến Vương Thiên Quân Mục Dã Hoang đồng thời một quyền đánh nổ thân thể của Mưu Lê Thiên Quân. Trung ương cổ quốc, ta nắm giữ huyền bí của trung ương, vận chuyển áo nghĩa chiến vương thiên quân mục dã hoàng biết giờ khắc này chính là thời điểm mấu chốt nhất hơi chút sơ ý sẽ bị phương hàn phong ấn rơi vào tay địch thân thể vạn kiếp không bị hư hao cũng sẽ bị luyện hóa thành nguyên khí pháp bảo hoàn toàn diệt vong ngã xuống hắn đánh ra huyền bí cao nhất của trung ương thân thể chiếm cứ trung ương của thiên địa dường như kết hợp cùng một nguyên điểm trung tâm nhất ở trong vũ trụ lập tức cánh tay bị xé đứt lại mọc ra cùng lúc đó một ngón tay hắn điểm về hướng mi tâm của phương hàn đây là chiêu tuyệt sắc trung ương nhất kích mà thân thể bùng nổ của miêu lê thiên quân lại khôi phục tay nắm giữ càn khôn xoay vần nhật nguyệt phối hợp với chiến vương thiên quân mục giả hoang trong khi tấn công hình xăm đồ đằng trên người chân chính nhảy lên diễn biến ra từng cỗ man tộc tổ tiên khí càng nhiều man tộc thủy tổ từ trong hư không phủ xuống là anh linh ngủ say bị kiêu tỉnh một chỉ của chiến vương thiên quân mục giả hoang đánh về phía mi tâm của phương hàn thần quang trong mắt phương hàn bắn ra cùng điểm ra một chỉ trong nháy mắt lập tức thiên địa vũ trụ dường như áp súc, thu nhỏ lại lấy đầu ngón tay hắn làm trung tâm ngưng tụ thành một nguyên điểm tinh thâm hơn trung ương chi đạo kia rất nhiều. Hai ngón tay va chạm cùng một chỗ. Trên mặt chiến vương thiên quân mục giã hoang lộ ra vẻ hoàng sợ, toàn thân bị một cỗ lực lượng lớn đánh tiến vào trong cơ thể, trôi nổi lên như chiếc lá, sau đó phun ra bốn chữ. Thiên nguyên nhất kích tuyệt học của hồng mông đạo nhân. Thiên nguyên nhất kích tuyệt học từng khiến cho bản thân thủy tổ thánh vương bị trọng thương. Hiện tại phương hàn tấn trước tới cảnh giới thiên quân, thi triển ra môn võ học tuyệt thế này, chiến vương thiên quân cũng không phải đối thủ thân thể của chiến vương thiên quân mục dã hoang bay lên phương hàn cùng không buông tha thân hình nhào tối như bóng với hình thiên táng quan trong tay nháy mắt thu nhỏ lại sau đó đánh hoàn toàn lún vào trong cơ thể mục dã hoang thân sắc khủng bố trên mặt mục dã hoang càng lúc càng đậm dùng lực lượng toàn thân nhưng cũng không thể ngăn cản được ma trưởng của phương hàn bị thiên táng quan đánh vào trong cơ thể sau đó thân thể bắt đầu biến thành màu tím đen giống như chúng độc cả người ở trên không run lên điên cuồng gào thét như phát điên thê thảm vô cùng Loại tình huống này lọt vào trong mắt khiến Mưu Lê Thiên Quân ra đầu phát run. Hắn lập tức đình chỉ tất cả thế công, bắt đầu chạy trốn. Phương Hàn bước trên hư không đuổi theo, khí tức nghiêng trời lệch đất. Vật đổi sao rồi? Ngay khi Miêu Lê Thiên Quân vừa mới thoát tới lối ra của đan giới, hai tay Phương Hàn hư không cắt. Ánh đao dòng sông vận mệnh rộng rạp đan vào thành lưới đao bao trùm xuống. Miêu Lê Thiên Quân ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra đã bị cắt thành rất nhiều mảnh thịt, rơi vãi trong không trung. Kỷ nguyên thần trận. Phong trong mắt phương hàn bắn ra dấu vết của kỷ nguyên thần trận liền phong ấn những miếng thịt này ở trong không trung đó xoay người nhìn về phía hoa thiên đô chín chữ cổ trên người hoa thiên đô càng ngày càng rõ ràng khí tức thiên kiếp dần dần thu vào cơ thể khí tức hắn giống như núi lửa bùng nổ từng đợt chợt mở mắt muôn đời bất hủ hắn dựa vào bí quyết chín chữ cổ phù lục của tạo hóa tiên vương luyện chế xung kích đột phá tiến vào cảnh giới thiên quân hắn đã về thời kỳ đỉnh của hoa thiên quân năm xưa ha 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 phương hàn ta cũng tu luyện tới cảnh giới Thiên Quân vô thượng, ngươi có thể làm gì được ta? Dù sao ta không kém gì ngươi, một lần nữa nắm giữ đại vị Thiên Quân, ngươi thủy chung không thể tạo thành uy hiếp đối với ta." Hoa Thiên Đô cười rộ lên. Phương Hàn không nói lời nào, mặt không chút thay đổi giống như Hoa Thiên Đô là một con kiến. Nháy mắt phủ xuống, giang rộng tay, hai tay nắm thành Kỷ Nguyên Thần Quyền oanh kích xuống. Giờ khác này Kỷ Nguyên Thần Quyền không kém Tạo Hóa Thần Quyền chút nào, thậm chí trong lúc chấn động ngàn vạn cánh cửa hóa thành một tòa Kỷ Nguyên môn ta cũng là thiên quân, lực lượng của ta vô cùng. Phương Hàn, để ta cho ngươi biết lực lượng chân chính của ta. Cử tự chân ngôn. Trên tay Hoa Thiên Đô xuất hiện chín chữ cổ sau đó biến đổi, mỗi chữ biến thành một bàn tay thật lớn. Chín đại biểu cho con số cao nhất trong thiên địa, bàn tay do chín chữ cổ hóa thành chém mạnh về phía kỷ nguyên thần quyền của Phương Hàn. Hai đại tuyệt học nhanh chóng va chạm cùng một chỗ, khói bụi tràn ngập. Tư thế hào hùng, khí nút núi sông bốc lên, ở trong đan giới từng đám mây nấm như những ngọn thái cổ thần sơn xuất hiện. Phương Hàn không chút sức mẻ, Hoa Thiên Đô lại bị một kích đánh bại. Cử tự chân ngôn biến thành bàn tay bị vỡ tan, hóa thành chín chữ cổ. Hoa Thiên Đô hoảng sợ lui về phía sau, khóe miệng chảy ra một tia máu. Không có khả năng, không có khả năng. Chín chữ cổ đánh đâu thắng đó, sao có thể bị ngươi đánh tan? Hắn không thể tin được, hắn vừa tấn chức thiên quân lại bị Phương Hàn đánh bại. Hắn chân chính cảm giác được lực lượng của Phương Hàn, cái loại lực lượng bách chiến bách thắng. Đồng thời hắn cũng thấy được kết cục bi thảm của Mưu Lê Thiên Quân chiến vương thiên quân mục dã hoang hoàng phủ bỉ ngạn dực thiên quân phương hàn với lực của một người không ngờ liên tục đánh bại bốn vị thiên quân quả thật là không thể tưởng tượng ước hẹn mười năm của chúng ta quá dài hoa thiên đô hôm nay liền hoàn toàn chấm dứt đi kẻ giới của ngươi cũng không phải là thiên quân chân chính thiên quân đại đạo không phải dựa vào ý chí của mình xung kích đột phá mà thành chín chữ cổ cũng không thuộc về ngươi phương hàn bình thản nhìn hoa thiên đô bị đánh bay chậm rãi bước tới ngươi xem tất cả thiên quân đi tới đều bị ta giam cầm bọn họ đều không thể sống sót huống chi là ngươi phương hàn ta một đường đi tới cho tới bây giờ đều là vô địch không ai có thể chiến thắng ta chẳng lẽ đến hiện tại ngươi còn chưa biết phương hàn ta liều mạng với ngươi hai mắt hoa thiên đô đỏ như máu bước vào đường cùng triển khai phản kích cuối cùng hắn nháy mắt nhảy lên từng quầng sáng xuất hiện ở sau thân thể phương hàn ta thật hối hận lúc trước ở thế tục vì sao lại tiến hành ước hẹn 10 năm với ngươi không sớm giết ngươi để ngươi sống tới bây giờ tuy nhiên ta không thể sống thì ngươi cũng không thể cho dù ta chết cũng phải kéo ngươi theo hoa thiên đô đang thi triển một loại bí pháp tuyệt thế để ngọc đá cùng tan với phương hàn vô ích cho dù ngươi thi triển ra đạo thuật gì cũng đều không có năng lực khiến ta ngã xuống ta tấn chức thành thiên quân ý nghĩa khai sáng ra vương triều bất hủ thanh âm của phương hàn như thần đi lại ở nhân gian truyền bá chân lý ở phía sau hắn xuất hiện ba dòng khí mỗi một dòng khí đều hóa thành một tiên vương chân lý tạo hóa khởi nguyên. Phương Hàn tấn trước thiên quân, lĩnh ngộ võ học của ba vị tiên vương khác sâu gần như là của bản thân. Bóng dáng ba vị tiên vương vừa hiện ra, khí tức áp chế tuyệt đối. Quần sáng sau lưng Hoa Thiên Đô liên tục nứt toạc ra. Năm ngón tay Phương Hàn chụp xuống, dòng bắn lên thân thể Hoa Thiên Đô. Lập tức toàn thân Hoa Thiên Đô như bị trói buộc, trên thân từng chữ cổ nối liền bay ra. Chín chữ cổ từ trong Vĩnh Sinh Chi Môn chảy ra, lại bị Phương Hàn mạnh mẽ bắt ra từ trên thân thể Hoa Thiên Đô, rơi vào trong lòng bàn tay, một lần nữa ngưng tụ thành một tấm phù lục. Phù lục này vừa bị lôi ra, căn nguyên thiên quân trên người Hoa Thiên Đô lập tức xoáy mòn nhanh chóng, khí tức trong thân thể cũng hạ xuống như chiều rút. Căn nguyên thiên quân không ngờ lại mất đi khi phù lục bị mất, lại thoái hóa xuống dưới thiên quân. Tại sao lại như vậy? Hoa Thiên Đô điên cuồng quát lớn. Vì sao? Ta rõ ràng vượt qua thiên kiếp tấn chức cảnh giới thiên quân, vì sao lại thoái hóa cảnh giới? Ngươi cho là đại vị thiên quân dễ đạt được như vậy sao? Phương Hàn lạnh lùng nói, chín chữ cổ này là từ trong vĩnh sinh chi môn thoát ra có thể vặn vẹo quy tắc thiên kiếp vừa rồi chẳng qua là chín chữ cổ gây ra không phải tự ngươi chân chính vượt qua mất đi chín chữ cổ ngươi liền hoàn toàn thoái hóa kỳ thật ngươi cũng không vượt qua thiên kiếp ngươi thủy chung là cảnh giới dưới thiên quân không hoa thiên đô hét lớn một tiếng thân thể uốn éo muốn chạy trốn đáng tiếc phương hàn đã lấy đi chín chữ cổ trong thân thể hắn hoàn toàn cắt đứt tất cả hy vọng của hắn hắn thoái hóa xuống cảnh giới dưới thiên quân càng thêm không phải đối thủ của Phương Hàn. Quả thật không có nửa điểm năng lực phản kháng. Thân thể của ngươi là thân thể của Hoa Thiên Quân, đối với ta mà nói có tác dụng rất lớn. Ta có thể sử dụng thân thể của ngươi. Một lần nữa sáng tạo ra một thiên quân. Bàn tay Phương Hàn chụp tới, giống như bắt cá hoàn toàn giam cầm Hoa Thiên Đô, đang định đưa vào Hồng Mông Điện. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra. Một cỗ khí tức tử vong mãnh liệt vượt qua thời không xa xôi truyền lại. Ngay sau đó cửa đan giới nháy mắt bị đánh ra, xuất hiện một bóng người mờ nhạt bóng người này hoàn toàn bị khí tức tử vong bao phủ. Đó là một người trung niên mặc nho phục giống như một nho sinh, nhưng là vừa xuất hiện, khí tức trên người phát ra mãnh liệt hơn đám người Miêu Lê Thiên Quân, Hoa Thiên Đô, Chiến Vương Thiên Quân gấp 10. Hiển nhiên đó là thiên quân cổ xưa cấp bậc tai nan, vĩnh hằng, sát lục, hỗn độn vượt qua nhiều kỷ nguyên, không phải thiên quân sinh ra trong kỷ nguyên này. Miêu Lê Thiên Quân bị Phương Hàn phong ấn nháy mắt bị đánh văng phong ấn, Miêu Lê Thiên Quân lại thoát vây. Sau đó bóng người mở nhạt này đi lại như bay, đi tới đâu thì ở đó chuyển hóa thành quốc gia tử vong, tử vong vị diện, nhà khúc tử vong vang vọng toàn bộ đan giới. Thiên táng quan trong thân thể chiến vương thiên quân bị bóng người này nhìn qua một cái, bị mạnh mẽ bước ra ngoài, buộc xã hoang lại khôi phục tự do. Tiếp theo bóng người mở nhạt này lại nhìn về phía thiên táng quan, quan tài này không ngờ tự động bay về phía hắn. Chân lý thánh địa, tử vong thiên quân, phương hàn vừa thấy lập tức cảnh giác, hét lớn một tiếng. Thiên táng quan bành trướng lớn như núi và chạm với bóng người phát ra khí tức tử vong đồng thời ba hư ảnh tiên vương trên đầu hắn tràn ngập đan giới tiến hành áp chế tử vong thiên quân phương hàn không ngờ ngươi tấn chức tới thiên quân vốn chúng ta không oán không cửu đáng tiếc ngươi chém giết tất cả thiên chủ của chân lý thánh địa chúng ta bóng nho sinh mờ nhạt kia truyền ra thanh âm cho nên lần này ta muốn cho ngươi một giáo huấn tử vong thiên quân đều xuất hiện hắn là một trong những thiên quân cổ xưa của chân lý thánh địa nghe đồn sống qua năm sáu kỷ nguyên hỗn độn vượt qua nhiều lần đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt như vậy hắn tuyệt đối là một nhân vật khủng bố không dưới tai nan vĩnh hằng sát lục hỗn độ hắn vừa xuất hiện lập tức mang đến cho phương hàn uy hiếp nghiêm trọng nhất tuy nhiên phương hàn không sợ chút nào đối mặt với bóng người bao bọc trong khí tức tử vong phương hàn hô hấp điều động toàn bộ nguyên khí của đan giới hồng mông điện thiên táng quan toàn lực ra tay tiến hành oanh kích tử vong thiên quân trên mặt tử vong thiên quân thủy chung là ý cười thản nhiên ngón tay khẽ động tay áo phất lên liền ngăn cản thiên táng quan một cỗ nguyên khí chia ra bắn vào trong thân thể Mưu Lây cùng Chiến Vương Thiên Quân. Thân thể của hai thiên quân bị Phương Hàn đánh bị thương bắt đầu khôi phục. Phương Hàn, ngươi vừa tu thành thiên quân đã muốn đánh chết cao thủ cùng cảnh giới, thật sự là quá đáng. Hơn nữa ngươi giết chết rất nhiều người của chân lý thánh địa chúng ta, những thiên chủ đó đều là thiên tài, có hy vọng tuyệt đối tiến vào thiên quân. Ngươi bóp chết tất cả hy vọng của chân lý thánh địa chúng ta. Hôm nay ta tới chẳng những giải cứu tất cả thiên quân còn muốn bóp chết hy vọng của kỷ nguyên môn, giết chết các đệ tử của kỷ nguyên môn người đương nhiên cũng sẽ chém giết người. Hai tay tử vong thiên quân liên tục bắn ra, giống như đánh một khúc đàn trên hư không, nhạc khúc tử vong từ trong đó chảy ra, tiến hành quấn quanh, banh kích thiên táng quan. Trong thiên táng quan tiếng cộc cộc càng ngày càng vang, hoàng phủ bị ngạn bị giam cầm trong đó sắp thoát vây mà ra. Bên trong hồng mông điện, dực thiên quân xích sắt phòng tỏa cũng dãy rụa càng mạnh, sắp phá cấm mà thoát. Về phần hoa thiên đô lại càng là toàn thân được nhạc khúc tử vong bao phủ, nghe mắt bay ra ngoài, rơi xuống bên trong vòng sáng của tử vong thiên quân, tránh được một kiếp không bị phương hàn đánh chết thể công của tử vong thiên quân phi thường sắc bén thanh âm đàn trên hư không càng ngày càng đậm đặc cuối cùng ngưng tụ thành một cây mâu tử vong tiến hành xuyên thủng phương hàn sắc mặt phương hàn bất động không chút biến hóa hai tay biến hóa đột nhiên trong tay xuất hiện sáu chữ cổ sau chữ cổ này không ngừng vận chuyển sau đó kéo theo chín chữ cổ khác sau chữ cổ phật môn chín chữ cổ đạo môn đều là văn tự thần diệu không biết từ bao nhiêu kỷ nguyên trước truyền ra từ trong vĩnh sinh chi môn toàn bộ đều bị phương hàn nắm trong tay mỗi một văn tự đều ẩn chứa bí mật kinh thiên động địa phương hàn tấn trước thiên quân đều tìm hiểu toàn bộ tay trái hắn sáu chữ cổ tay phải chín chữ cổ cùng tử vong thiên quân chiến đấu cùng một chỗ sáu chữ chín chữ đều phát huy đánh nát trường mẫu do nhạc khúc tử vong ngưng tụ thành lục tự chân ngôn cửu tự chân ngôn tử vong thiên quân vừa nhìn sắc mặt biến đổi hai bộ văn tự huyền bí vô thượng của phật môn đạo môn đều ở trong tay của ngươi hồng mông điện thiên táng quan Phương Hàn không thèm để ý đến lời tử vong thiên quân, phun ra một ngụm nguyên khí, y lực của hai kiện pháp bảo liên tục tăng lên. Cùng lúc đó hắn cùng tế ra chìa khóa sát na, mở toàn bộ cấm pháp của đan giới hiệp đồng hắn tác chiến. Dưới sự vận chuyển của chìa khóa sát na, mộ huyệt hoàng kim của chúa tể đan giới ở sâu trong đan giới bắt đầu phát ra hào quang tràn ngập toàn bộ đan giới. Tử vong thiên quân, nếu ngươi đã đến, vậy cũng chuân vùi trong đan giới đi. Ta cùng không ngại giết tất cả các ngươi. Trong lúc Phương Hàn lên tiếng, cửa đan giới bắt đầu chậm rãi đóng lại không ngờ hắn muốn bắt ba ba trong dọ ngay cả tử vong thiên quân cũng muốn vây khốn trong đan giới hiện tại phương hàn chiếm được truyền thừa của thượng cổ đan giới lại càng tấn trước thiên quân thời gian càng dài càng quen thuộc đan giới ở trong đan giới chính là sân nhà của hắn không ai có thể chiến thắng mộ huyệt của chú tể thượng cổ đan giới đều mở ra cửa đan giới sắp đóng lại tử vong thiên quân nháy mắt liền hiểu được tâm tư hiểm ác của phương hàn hắn có kiên kỵ sâu sắc đối với mộ huyệt của chú tể đan giới đột nhiên thân thể hắn cấp tốc rút lui vào thời điểm phương hàn đồng thời tế ra sáu chữ chín chữ cổ tử vong thiên quân liền biết chuyện đánh bại phương hàn không dễ dàng hắn bắt đầu sinh ý thối lui trong nháy mắt thân thể bay nhảy tốc độ cao thực cơ cửa đan giới còn không bị đóng đột nhiên nhảy ra ngoài hóa thành một quốc gia tử vong biến mất phía chân trời nhưng miêu lê thiên quân chiến vương thiên quân mùng xã hoang bị hắn giải cứu lại không có may mắn như vậy chỉ chậm nửa bước vừa định chạy ra thì đan giới đóng cửa hoàn toàn nhốt bọn họ ở trong đan giới tuy nhiên hoa thiên đô lại bị tử vong thiên quân mang đi một trận đại chiến với kết cục bốn vị thiên quân đều bị nhốt lại ở đan giới hoa thiên đô bị tử vong thiên quân mang đi chậm rãi bế mạc tử vong thiên quân tiến vào đan giới chỉ mang được hoa thiên đô đi ngoài ra không chiếm được ích lợi gì mà cửu tự đạo phù thiên táng quan trên người hoa thiên đô đều bị phương hàn cướp lấy giá trị cũng hoàn toàn mất đi tương lai không có khả năng tranh hơn thua với phương hàn tuy nhiên trên người hoa thiên đô có bí mật của tạo hóa tiên vương có tác dụng rất lớn đối với chân lý thánh địa phương hàn nhìn cánh cửa đan giới đang chậm rãi đóng lại cùng với chiến vương thiên quân Miêu Lê Thiên Quân không kịp xông ra, phát ra thanh âm ác nghiệt. Tử vong Thiên Quân cũng không giải cứu được các ngươi. Hiện tại các ngươi quỳ xuống đợi ta xử lý hay là bị ta đánh chết? Tự chọn đi. Phương Hàn, ngươi không nên khi người quá đáng. Chúng ta chính là Thiên Quân vô thượng, quân vương của trời đất, siêu thoát thiên địa, nhật nguyệt diệt vong chúng ta cũng bất diệt, thiên địa hủ chúng ta cũng sẽ không hủ. Không ngờ ngươi muốn chúng ta quỳ xuống. Thân thể Chiến Vương Thiên Quân mục dã hoang hơi run lên, tuy nhiên sau đó liền bình tĩnh trở lại, tiến vào một loại cảnh giới không mừng không giận. Như vậy, các ngươi lựa chọn chết. Lúc này Phương Hàn là tu vi thiên quân, hơn nữa có được hồng mông điện, thiên táng quan, lại ở trong đan giới, chấn áp mục dã hoang. Miêu Lê Thiên Quân cũng không phải việc khó gì, hắn tự nhiên không sợ hãi. Phương Hàn, ngươi muốn liều mạng với chúng ta. Miêu Lê Thiên Quân giận dữ hết. Liều mạng. Ở bên ngoài thì các ngươi có tư cách này, dưới tình huống ta không có hồng mông điện, thiên táng quan các ngươi cũng có tư cách này. Tuy nhiên hiện tại không cần phải nói đan giới lực hoàn toàn giam cầm phương hàn thậm chí không cần động thủ đột nhiên toàn bộ đan giới bộc phát ra một luồng áp lực kinh thiên động địa từng xiềng xích chống rỗng xuất hiện quét về phía mục dã hoang cùng mưu lê thiên quân mục dã hoang nhảy vọt lên ý đồ trốn tránh nhưng là một trường cách không của phương hàn đánh cho hắn liên tục bay ngược sau đó hoàn toàn giam cầm từng đạo xiềng xích vắt ngang hư không trói chặt hắn ở chính giữa đan giới tự nhiên mưu lê thiên quân cũng không thoát được kết cục bị trói chặt bị phương hàn ra tay bức bách liên tục lui về phía sau sau đó cấm pháp của đan giới hoàn toàn cuốn quanh hắn. Đến lúc này, bốn thiên quân, chiến vương thiên quân, hoàng phủ bỉ ngạn, miêu lê thiên quân, dực thiên quân đều bị bắt. Chỉ trong một ngày, bốn vị thiên quân bị giam cầm, phong ấn. Nếu việc này truyền ra ngoài chỉ sợ là thiên giới, thậm chí là chư thiên vạn giới đều gây nên chấn động trời long đất lở. Vô số chủng tộc đều sẽ truyền tụng uy danh của Phương Hàn. Trong chư thiên danh tiếng của kỷ nguyên thiên quân sẽ khiếp sợ hết thảy. Tuy nhiên, tuy bốn vị thiên quân bị phong ấn, Phương Hàn cũng chưa nghĩ sẽ đối phó bọn họ như thế nào. Đầu tiên đương nhiên là luyện hóa, rút ra căn nguyên thiên quân rót vào trong thân thể Vũ Hoàng, linh lung khiến cho pháp lực bọn họ tăng vọt, dễ xung kích đột phá cảnh giới thiên quân. Tuy nhiên cho dù là chiếm được căn nguyên của thiên quân, luyện hóa một vị thiên quân tu luyện tới cảnh giới thiên quân cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhìn lại Hoa Thiên Đô thì biết, đời trước là thiên quân, đời này chiếm được thi thể đời trước, còn có một số pháp bảo như Thiên Táng Quan cũng không thể tu luyện tới thiên quân dựa vào cửa tự đạo phù mà nhảy lên địa vị thiên quân còn không phải năng lực của mình một khi bị rút ra liền thoái hóa cảnh giới dựa vào năng lực của chính mình khó khăn thật mạnh cũng chỉ có người như phương hàn mới có thể đột phá hiện tại năng lực suy tính của phương hàn vô cùng tận hết thảy mọi thứ đều trong kế hoạch của hắn hắn suy tính ra linh lung vũ hoàng cho dù nút căn nguyên của một thiên quân muốn tấn chức thiên quân cũng cần thời gian dài tìm hiểu không phải dễ dàng tuy nhiên căn nguyên thiên quân đưa bọn họ luyện hóa là chuyện nên làm hắn ngoắc tay đám người linh lung vũ hoàng chậm rãi hạ xuống từ trong hồng mông điện đi ra nhìn phương hàn cùng lúc thần sắc phức tạp thì một cố tôn kính cũng tự nhiên sinh ra đồng thời phương hàn cảm giác tâm lý của bọn họ đối với chính mình trở nên xa lạ đi nhiều thiên quân cùng trí tiên chênh lệch rất lớn khoảng cách không thể tính toán không nói lực lượng chênh lệch chỉ cần một điểm là sau khi thiên địa tan biến phương hàn sẽ còn sống sót chờ đợi khai thiên tích địa kỷ nguyên tiếp theo một lần nữa suy diễn đủ loại chuyện xưa mà bọn họ bất kể mạnh cỡ nào cũng đều ngã xuống trong lịch sử bụi bặm hoàn toàn tử vong không ai có thể cứu được. Tiên vương cùng không thể giải cứu một người thường. Bởi vì đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt bất kỳ pháp bảo gì cũng không thể bảo hộ người khác. Sinh mệnh của mỗi người đều liên quan chặt chẽ với thiên địa. Cho dù là một vị cao thủ trốn trong hồng mông điện, thiên địa bắt đầu hủy diệt hắn cũng bị cảm ứng. Sẽ sinh ra thiên nhân ngũ suy, sau đó ngã xuống. Tử vong. Đây là sự thật không thể phủ định. Chân lý tiên vương cùng không thể cứu. Tiên vương chỉ có thể đủ lo cho bản thân, không có năng lực bảo hộ thuộc hạ dưới trướng càng không nói đến thiên quân thiên địa tan biến là tàn khốc như thế, một khi tới thời khắc hủy diệt cuối cùng. Không phải thiên quân đều sẽ giả cả, diệt vong. Đây cũng là quy tắc, pháp tắc công bình nhất. Giờ này khắc này Phương Hàn đột nhiên cảm giác cô đơn tịch mịch. Thiên quân sống sót sau những kỷ nguyên nối tiếp mà tất cả bằng hữu. Đời sau đều tiêu tan. Sinh mệnh rút cục là vì cái gì? Bất kể như thế nào, sinh mệnh vẫn phải tiếp tục. Phương Hàn cũng sẽ không tiếp tục suy nghĩ vấn đề mà tiên vương đều không nghĩ ra bàn tay biến hóa ra sáng bóng, điều động tất cả lực lượng lục tự chân ngôn, cử tự chân ngôn. Chân ngôn tạo thành lưới nhất bốn thiên quân từ trong phòng ấn ra sau đó tiến vào trong hồng mông điện. Bốn lồng giam thật lớn nhất bốn thiên quân vào trong. Nhân vật cấp bậc thiên quân giờ này khắc này bị nhốt như dã thú, vô cùng khuất nhục, oát ức nhưng không làm sao được. Vốn nếu chỉ bằng vào thực lực bản thân, Phương Hàn căn bản không thể cầm tù được bất kỳ thiên quân nào trong đó, có thể đánh bại bọn họ nhưng không thể ngăn cản bọn họ chạy trốn. Tuy nhiên Phương Hàn ở đan giới có được Hồng Mông Điện, thiên táng quan cùng một thế giới làm cơ sở pháp lực có thể sánh ngang thiên quân cổ lão sống năm sáu kỷ nguyên hỗn độn như tử vong thiên quân những cao thủ này tự nhiên không phải đối thủ đều bị bắt nhốt phương hàn ngươi muốn làm gì chẳng lẽ muốn luyện hóa chúng ta tâm tư ngươi thật độc chẳng lẽ không sợ đối địch với thiên địa chiến vương thiên quân mục xã hoàng nói hắn bị nhốt trong lồng dãy dụ thế nào cũng không nên chuyện gì nhìn trận đồ lưu chuyển không thôi trên bầu trời hồng mông điện biết rằng đã không có khả năng thoát vây đối địch với thiên địa Ai là địch của ta? Chẳng lẽ các ngươi còn có hậu trường gì hay sao? Đều là thiên quân cô đơn, giết các ngươi vừa khéo thành tựu uy danh vô thượng của ta. Phương Hàn lạnh lùng nhìn lướt qua chiến vương thiên quân Mục Giã Hoàng. Mục Giã Hoàng, vốn gia tộc của ngươi kết minh với ta cũng coi như không tồi. Nhưng lão tổ tông ngươi lại tới giết ta, tội không thể tha thứ. Những kẻ hậu bối của ngươi chỉ sợ cũng không sống nổi. Mục Giã thế gia cao thủ như mây mà còn có thiên quân che chở, ở thiên giới vẫn đều là địa vị vô thượng uy danh hiển hách. Tuy nhiên hiện tại mục giã hoàng đều bị Phương Hàn bắt, toàn bộ mục giã thế gia cũng thành một ổ kiến. Có thể nói không khách khí rằng, Phương Hàn ở tại đan giới xa xôi, hiện tại cách không thổi một hơi, toàn bộ mục giã thế gia ở 10 vạn đại châu thiên giới cũng sẽ tan thành mây khói, hoàn toàn hủy diệt. Không ngờ ngay cả chiến vương thiên quân, hoàng phủ bình hạn đều bắt được, thật sự khó thể tưởng tượng, dường như ở trong mộng. Đám người gia chủ hiên viên thế gia hiên viên trục lộc, gia chủ hư gia ngây ngốc nhìn hết thảy trước mắt, khó thể tưởng tượng bọn họ đều là đại thế gia của người vạn đại châu thiên đình hiểu biết sâu sắc sự khủng bố của mục giã thế gia hoàng phủ thế gia hiện tại lão tổ tông của hai đại thế gia đều bị bắt thiên quân cũng sắp bị luyện hóa đây rốt cục phải nói từ đâu may mắn là theo đúng người trở thành một phần tử của kỷ nguyên môn tiền đồ vô lượng nếu không hiện tại cũng giống mục giã thế gia hoàng phủ thế gia chờ môn chủ phương hàn luyện hóa bốn vị thiên quân hai đại thế gia cũng hoàn toàn tan biến một ít thế gia gia nhập kỷ nguyên môn phi thường may mắn Phương Hàn, ngươi thật sự muốn luyện hóa bọn họ. Thiên quân không dễ luyện hóa như vậy. Vũ Hoàng nói, không bằng lấy bọn họ làm hộ pháp, thúc giục hồng mông điện cùng không tồi. Hoàn toàn hàng phục bọn họ mới có thể phát huy giá trị lớn nhất. Không sai. Phương Hàn, chúng ta đều là thiên quân tuyệt thế, lần này coi như nhận thua. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn nói, chỉ cần ngươi không giết chúng ta, chúng ta có thể thủ hộ cho ngươi, tế luyện pháp bảo. Cho dù ngươi luyện hóa chúng ta cũng không nhất định có thể tạo ra một thiên quân. Phương Hàn, chúng ta ước định một cái thế nào chiến vương thiên quân mục giã hoàng nói không bằng chúng ta thủ hộ kỷ nguyên môn ngươi trong một kỷ nguyên kỷ nguyên tiếp theo liền rời khỏi hiệp nghị ai đi đừng lấy. thế nào không sai phương hàn giữa thiên quân chỉ có ích lợi vĩnh hằng không có cửu hận luyện hóa chúng ta chỗ tốt không lớn để chúng ta thay ngươi làm việc mới có chỗ tốt thật lớn miêu lê thiên quân dực thiên quân cũng nói nghe thấy những lời này linh lung cũng có chút tâm động cho dù nàng luyện hóa một vị thiên quân cũng chưa chắc có thể tấn chức đại vị thiên quân nhưng là giữ một vị thiên quân làm nô lệ có thể hoàn toàn thúc giục rất nhiều cấm pháp của hồng mông điện khiến cho thân thể của nàng cùng hồng mông điện kết hợp càng chặt chẽ tấn chức thiên quân là chuyện sớm hay muộn một mình phương hàn có thể thúc giục chừng 5 vạn trận pháp của hồng mông điện cộng thêm bốn vị thiên quân khác chỉ sợ có thể thúc giục được 6 vạn trận đồ tuy rằng trận đồ hồng mông điện càng về sau càng lớn cũng càng khó thúc giục vài tòa trận đồ cuối cùng chỉ có tiên vương mới có thể thúc giục thiên quân căn bản không thể tuy nhiên nếu có thể thúc giục thêm một vạn trận đồ thực lực của linh lung cũng sẽ đạt tới một mức độ khó tin các ngươi cho là ta sẽ tin tưởng các ngươi một đám lòng muông dạ thú mưu đồ bất chính phương hàn khoác tay thiên quân hà có thể dễ hàng phục như vậy giữ lại bên người không khác gì một mầm tai họa thời đại thượng cổ có một vị thiên quân hàng phục một vị thiên quân khác trông coi môn hộ sau đó vị thiên quân kia ra ngoài thiên quân hàng phục thoát khỏi tầm khống chế giết sạch sẽ toàn môn trên dưới giáo huấn như vậy nhìn nhiều quen mắt chẳng lẽ còn không đủ cảnh giác. Cho nên lần này, toàn bộ đều phải chết, một người đều không thể lưu. Hoàng phủ bị ngạn, ngươi chết đầu tiên. Phương Hàn không chút lưu tình, trong mắt bắn ra thần quang lăng lệ. Chỉ có thiên quân chết đi mới là thiên quân tốt. Hắn đột nhiên ra tay, trực tiếp xông tới hoàng phủ bị ngạn bị nhốt trong một lao tù, chộp tới. Bàn tay trực tiếp chộp xuyên tim đối phương, từ trong ngực hoàng phủ bị ngạn móc ra một quả tim máu chảy đầm đìa, mạnh mẽ vô cùng, mãnh liệt co bóp dường như một cái chống thần có thể vỡ nát hư không trái tim này vừa bị móc ra trong đó liền diễn biến ra một luồng ý niệm bất khuất đáng tiếc trên bàn tay phương hàn xuất hiện tiểu túc mệnh thuật số mệnh lực khổng lồ tiếp cận vận mệnh vĩnh sinh chi môn mơ hồ xuất hiện phủ xuống tẩy rửa trái tim một hồi trái tim lập tức ngừng co bóp dường như bị phương hàn giết chết hoàng phủ bỉ ngạn phát ra tiếng kêu thảm thiết như điên cuồng tiểu túc mệnh thuật của phương hàn đã đạt tới mức khó tin sắp tới trình độ tìm hiểu đại mệnh vận thuật hắn vừa tấn chức đại đạo thiên quân vô thượng liền mơ hồ cảm giác được lực lượng vĩ đại của thiên giới khí thức của vĩnh sinh chi môn tiểu thúc mệnh thuật biến thành vĩnh sinh chi khí chảy ra từ vĩnh sinh chi môn gần như ngưng thật hoàng phù bị ngạn tuy là thiên quân nhưng không có năng lực ngăn cản linh lung đón lấy phương hàn móc trái tim trực tiếp ném sang cho linh lung bàn tay phong ấn đánh vào sâu trong cơ thể linh lung cả người linh lung bay vật lên được lực lượng khổng lồ của thiên quân dồn vào lập tức bắt đầu thoát thai hoán cốt từng cỗ khí thức tương tự căn nguyên của thiên quân từ trong thân thể phát ra phương hàn cũng không dừng lại tay làm trưởng vung lên Xẹt vài tiếng, tay trái, tay phải. Tư chi của Hoàng Phủ Bình Ngạn bị chém xuống, dùng tiểu túc mệnh thuật tẩy rửa toàn bộ, luyện hóa vào trong cơ thể linh lung. Tới cuối cùng, Hoàng Phủ Bình Ngạn liên tục kêu thảm, căn bản không thể chống cự, nguyên khí trên người hao mòn hơn nửa. Tha cho ta, Phương Hàn. Tha cho ta, ta không nên đối nghịch cùng ngươi. Ta sám hối, cho ta một lần cơ hội. Ta không thể ngã xuống. Ta trải qua ức vạn kiếp số, vô lượng đại kiếp, hàng hà xa số tiểu kiếp thật vất vả thành tựu thiên quân, không thể ngã xuống ở nơi này. Hoàng phủ bị ngạn giết ngào cầu xin tha thứ. Thiên quân đối mặt với tử vong cũng không cam lòng. Không phải sợ hãi mà là không cam lòng, không muốn bị người cướp đoạt sinh mệnh. Một vị thiên quân ở trong chư thiên vạn giới phải qua bao đau khổ mới có thể tu luyện thành. Không có thiên quân cam tâm tử vong, bất kỳ tôn nghiêm, điểm giới hạn đối với thiên quân mục tiêu cuối cùng chính là bất tử. Chỉ cần có thể bất tử, chuyện gì cũng có thể làm. Có thể diệt vong một chủng tộc, có thể hủy diệt vị diện vô cùng, có thể điên đảo vũ trụ. Lúc này hối hận đã muộn rồi. Phương Hàn tế ra Thiên Tăng Quan, quan tài màu đỏ thắm mở ra, bên trong chiếu ra hắc quang khóa chặt thân thể Hoàng phủ Bỉ Ngạn. Dưới pháp bảo cấp bậc tiên vương này, hắn rốt cục không có năng lực phản kháng, cuối cùng hóa thành một con thuyền dài ba trượng, trên mặt điêu khắc một chương kinh văn cổ xưa. Bỉ Ngạn Kinh. Đây là hình thái cuối cùng của Hoàng phủ Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn Chu Tiên khí thánh phẩm, một kiện pháp bảo biến thành tu thành thiên quân trong bỉ ngạn chu căn nguyên thiên quân khổng lồ mãnh liệt như chiều dâng phương hàn ta nguyên rùa ngươi ngươi nhất định sẽ xa đọa ta muốn dùng sinh mệnh để nguyên rùa ngươi hoàng phủ bỉ ngạn cuối cùng hét thảm một tiếng vang vọng trong hư không mọi người đều sợ tới mức mồ hôi đầm đìa mặt như màu đất bọn họ đều hiểu được một vị thiên quân cuối cùng ngã xuống bị giết chết hoàn toàn linh lung bỉ ngạn chu này căn nguyên thiên quân đều cho ngươi luyện hóa có thể đủ tấn chức cảnh giới thiên quân vô thượng hay không xem vận mệnh của ngươi Phương Hàn chém giết Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, mặt không đổi sắc giống như ăn cơm uống nước. Từ sau khi hắn tu thành thiên quân, tuyệt đối bình tĩnh, tuyệt đối chấn định. Thế gian không còn có tình huống gì có thể dao động ý chí của hắn. Bỉ Ngạn Chu bị nhốt vào thân thể Linh Lung. Linh Lung ngồi ngay ngắn trong bản đồ ở nơi cao nhất của Hồng Mông Điện. Từng cỗ nguyện vọng Hồng Mông quấn quanh thân, hoàn toàn dung nhập can nguyên thiên quân vào thân thể, bắt đầu nhập định. Phương Hàn đưa mắt nhìn về phía chiến vương thiên quân Mục Giả Hoàng. Mục Giả Hoàng hét lớn một tiếng. Phương Hàn, ngươi muốn làm gì? Chém giết hoàng phủ bình hạn, rồi lại giết ta. Không có khả năng, cho dù ta tự sát cũng không thể cho nguyên luyện hóa. Trong lúc nói chuyện, một luồng ý niệm khổng lồ từ thân thể phát ra, xuất hiện tuyệt học vô thượng chiến trường trung ương, Chúa tể thánh pháp, tài quyết thất thức, muốn chết ở trước mặt ta cũng khó. Chân tay Phương Hàn đánh ra từng đạo phong ấn rót vào thân thể Mục giã Hoàng, lập tức hắn không thể động đậy. Hai mắt Phương Hàn bắn ra thần quang lăng lệ, ở trên thân thể Mục Dạ Hoàng khắc ra từng dấu vết máu tươi không ngừng chảy ra thu nhỏ một tiếng quát lớn chiến vương thiên quân liền biến thành người tí hon bảy tấc bay đến trên tay phương hàn sau đó đánh vào mi tâm vũ hoàng vũ hoàng sư huynh trên người chiến vương thiên quân đã bị ta khắc phù lục kỷ nguyên sẽ không ngừng tản mát căn nguyên huyết dịch tinh hoa thẩm thấu vào thân thể ngươi ngươi chỉ cần vận chuyển đạo thuật là có thể luyện hóa còn có thể tôi luyện ý chí của ngươi cùng thiên quân tranh đấu có thể có cơ hội tấn chức thiên quân Hy vọng tấn chức thiên quân của Vũ Hoàng vốn không có đến cả một phần trăm. Hiện tại Phương Hàn phong ấn mục giã hoàng trong cơ thể hắn. Nếu luyện hóa như vậy hy vọng tấn chức thiên quân liền có đến hơn 50%. Đương nhiên, hắn còn phải học Phương Hàn, lĩnh ngộ ra đạo lý của bản thân. Bằng không, hắn cũng không thể tấn chức thiên quân chân chính. Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thấy hay, đừng quên cho mình một like. Một đăng ký kênh và để lại comment góp ý của mọi người nhé.